Dạ, cho nên đó là tình trạng lao nhanh, bi đát vô cùng. Nhưng mà rồi thời gian gần trở về Hoa Kỳ thì có một cái chữ cuối cùng, đó là rừng nhanh. Nghe này, nghe tàu nhiều quá hả, rừng nhanh. Người Việt Nam mình phải nói chuyện rừng nhanh đó, là những người băng rừng nổi suối, đi đường bộ từ miền Bắc qua biên giới Trung Hoa, qua tiệm khác, qua Đông Đức, đến Tây Đức, từ từ đến Pháp. Từ Pháp vẫn chưa thỏa lòng, đợi chờ có cơ hội trả tiền cho những người buôn người đó, để đi qua cái English Channel, một cái chiếc phà từ bên Pháp là Calais qua bờ bên kia của Anh Quốc là Dover. Và có nhiều người bị ngọt thở dọc đường chết, có người là bị cảnh sát ăn chặn lại mà cũng không có đến được bên bờ. Toàn nhiệm vô cùng. Và cái cánh rừng bây giờ ở tại bên Pháp gọi là Calais đó, là chẳng những người Việt ở đó mà những người Syrian refugees họ cũng lặn lội đến đó, họ tìm cách họ ở đó để họ tìm đường, họ vượt qua cái English Channel để mà họ đi qua được xứ Đan. Rừng nhanh. Và bây giờ đó là dân Pháp chán quá nhiều, và những bài báo gần đây là chán những người rừng nhanh này, muốn Liên Hợp Quốc can thiệp, và họ nói là nếu không can thiệp họ đuổi những người này đi hết. Và trong những người đó có người Việt Nam này, rừng nhanh. Nhưng mà thưa một sư, những người đó cho nên chúng ta để ý cái thành phần mà sau cùng mà tôi vừa kể đó rất là toàn nhiệm và toàn nhiệm, mà trong đó có người Syrian là những người tị nạn ngày hôm nay. Họ muốn, họ có muốn cái gì, họ muốn có một cái nơi tốt hơn, bởi vì đất nước của họ đó bị chiến tranh. Cho nên đối với họ đó, cái tương lai mở ra nó mới, nó tốt cho mình, cho con em của mình. Chúng ta thấy những cái cảnh mà họ đi đường biển, mà khi mà tàu của họ bị chìm rồi đó, sát thì đứa con nít nó tắt vô cái bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ, con nít bị chết. Giống như người Việt đó, chúng ta đi thuyền là thuyền nhân cũng bị chết như vậy. Nhưng mà họ trân quý cái cơ hội và tương lai. Bây giờ trở lại, mình đã đến được bến bờ tự do, mình có được một cái cơ hội để tiến thân, và lại thường nhân bó gối đợi chờ nó trôi thì buồn quá. Sống tại đất nước này mà không có mục tiêu, không có hướng đi cho cuộc đời, không có định hướng thì tôi nghĩ buồn vô cùng. Có lần tôi đã nói, một người mù thắc mắc rằng cái nan đề của người mù là gì vậy? Thì cái anh này là học trò vị thầy chia sẻ cho anh biết rằng cái nan đề của người mù là không định hướng được hướng đi của mình. Xin Chúa nhắc nhở để rồi chúng ta trân quý, chúng ta đang ở một đất nước tự do, chúng ta cần phải có khải tượng, phải có mục tiêu cho đời sống. Ở Mỹ này thất bại mình có thể làm lại. Ở Mỹ khác với cách học ở tại Anh Quốc hay là Âu Châu, bên kia đó bạn thi 3 lần mà không được, bạn phải đổi một cái ngành học. Ở đây thi hoài, thi cho đến khi được. Thì nó cũng tùy vào môn thôi, nhưng mà cái cơ hội ở bên đây thì nhiều hơn. Thế tôi thấy, xin Chúa nhắc nhở chúng ta, để rồi chúng ta trân quý cái thời gian mà Chúa cho chúng ta sống tại đây. Và khi thành công rồi đó, thì hãy biết cảm tạ Chúa. Là người con dân của Chúa, hãy biết rằng mình sẽ phải khai trình trước mặt Chúa. Cho nên hãy quan tâm đến lời Chúa khen ngợi, chứ không phải lời của người khen ngợi. Một điểm kế đến mà chúng ta thấy Chúa nhắc nhở ở đây, Chúa trách là ta không thấy công việc ngươi là trọn vẹn trước mặt Chúa Trời ta. Ta không thấy công việc ngươi là trọn vẹn trước mặt Chúa Trời ta. Một lần nữa, làm sao có người thấy? Nhưng mà ở đây Chúa thấy. Đây nó lên chỉ cố gắng trọn vẹn trước mặt người mà không chịu cố gắng trọn vẹn trước mặt Chúa. Ngày hôm qua trong cái giờ ngày cuối cùng, mục sư Nguyễn Tấn Dương hướng dẫn thảo luận về một người mang trách nhiệm hầu vị Chúa trong hội thánh, từ mục sư sẽ đến nhân sự hội thánh, tất cả mọi người trong các ban ngành được tín nhiệm. Điều mục sư Dương yêu cầu là phải đúng giờ. Và ông còn đề nghị là lúc nào đồng hồ cũng phải dặn trước 50 phút. Mình là người hướng dẫn lớp học trường chủ nhật mà học viên có mặt mà mình chưa có mặt. Đúng giờ mà mình vẫn chưa có mặt. Ngoài trừ emergency thì không nói rồi.
nhưng mà emergency cũng có cách để giải quyết. Text gọi cho những người ở trong cái group của mình, nhờ anh chị em hướng dẫn, cầu nguyện trước, hát trước, rồi mình đến bắt đầu. Cho nên chúng ta có nhiều cách để chúng ta phấn đấu điều đó. Điều mà tôi thấy các anh chị em vất vả là những gia đình có con nhỏ. Gia đình có con nhỏ thường hay bị trẻ. Vì là cái thời phát biểu của mấy cháu nó khác, cho nên chúng ta phải cố gắng làm sớm hơn nữa, làm sớm hơn nữa để mọi sự được đúng giờ. Nếu anh chị em làm được điều này, đến sớm hơn 15 phút thay vì mình đến trễ ngày chủ nhật, thì anh và chị em sẽ không có cái khuôn mặt quá khẩn trương mà vô mà chạy mà thở từ cái bãi đậu xe vô tới đây, mà mai lại không vấp té là tai nạn nữa. Cho nên chúng ta hãy để ý điều đó. Có người nói rằng sao mình đi nhà thờ khẩn trương quá, mình bận rộn quá, mình mệt như vậy, đến thờ mình cứ phải là thoải mái, phải là enjoy. Tôi đồng ý, nhưng mà muốn được như vậy phải có sự chuẩn bị và phải đến sớm. Ở đây chúng ta để ý một điều nữa là tiêu chuẩn của người và tiêu chuẩn của Chúa khác nhau xa lắm. Sa-bê-nhất chương 16 câu 7, điều gì xảy ra khi tiên tri Sa-bê đến nhà của Y-sai để mà vâng lời Chúa, xích dầu cho một vị vua tương lai thay thế vua Sa-lơ. Sa-bê không có biết người đó là ai, chỉ vâng lời Chúa cầm cái bình dầu đi xích cho cái người mà tương lai làm vua. Thì Y-sai, cha của David, sai người con trưởng to lớn đi ngang qua. Chúa nói với Samuel, không phải đứa này. Người con cái đến đi ngang qua tướng của con là Samuel, nói chắc là đứa này. Chúa lắc đầu, không phải đứa này. Cứ đi như vậy, cuối cùng rồi đó, không còn người nào hết. À, thì Samuel mới đầu còn hỏi, còn người nào, người con nào nữa không? Thì lúc đó Y-sai mới lên tiếng và nói là còn một đứa con trai út đang chăn chiên ngoài đồng. À, chỗ này chúng ta dừng một chút xíu. Chính ở trong tư tưởng tâm trí của Y-sai là cha David cũng không nghĩ rằng David qualified. Không nghĩ rằng David là người được kiểm soát dạy. Cho nên không có sai người gọi David về. Bởi vì Chúa nói là hãy tập hợp con của ngươi lại hết. Thì cho dù David có nhỏ người, có bận rộn, có trang chiên ở xa cũng phải tập hợp về. Nhưng mà Y-sai lại không nghĩ David là người được chọn. Tức là chúng ta thấy không? Chính ở trong gia đình cũng vậy. Nhưng mà câu Chúa phán với là Sa-bê-nhất ở chỗ này, con người xét bề ngoài nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng. Những người ăn của David đi qua đi lại tướng tá ngon lành mà Chúa nhìn trong lòng của thấy không có được chút nào. Nhưng mà David thì Kinh Thánh nói rằng người nhỏ con nhưng mà tướng mạo xinh đẹp, nước da hồng hồng, sắc da nắng chân chiên ngoài đồng, đẹp trai à, đẹp cái đẹp trai và được Chúa chọn. Cảm ơn Chúa điều đó. Điều đáng khen chúng ta để ý tại đây, Chúa vẫn để dành một số người trung tín xứng đáng. Ở đây chúng ta thấy Chúa của chúng ta luôn luôn có một kế hoạch. Chỗ này tôi học được là có kế hoạch. Ông bà chị em đã từng là những người lãnh đạo thì hãy để ý, không phải là mình không tin người mình giao việc, nhưng mà tôi có thói quen là tôi giao việc gì đó cho ai mà tôi giao cho người đó làm một cái việc đó, việc đó nó là đọc một cái bài năm phút đức tin, việc đó là một cái việc đàn một bài hát mà cái bài hát được in ra có dòng nhạc, gửi sẵn sàng hết tài liệu đưa ra hết, tôi lúc nào cũng có một bản sao chép để trong cặp. Tới cái giờ đó 5 phút đứng tin mà người đó mà không có mặt thì làm sao? Mình có cái tài liệu mình đứng lên mình thay thế, bài nhạc mình đã trao rồi, tới giờ đó một sân hay em tìm không ra nữa, em để quên chỗ nào rồi, mình có cái bản sao chép trao ngay. Hoặc là mình thay thế, lúc nào cũng bắt ăn, lúc nào cũng đề phòng, chuẩn bị. Có người nói là một sư làm như vậy là không có tin tưởng cái người mình giao việc. Nó không phải là không tin tưởng, nhưng mà là mình đề phòng, có những cái trục trặc. Ở đây cái chúng trời của chúng ta
Ngài luôn có một kế hoạch, Ngài chuẩn bị một số người để làm những công việc cho Ngài. Mà có những Chúa đôi khi kể cả cái Chia Lê nghĩ rằng đó, ông mà không có, ông mà không làm thì không có ai làm được hết. Ông nghĩ là chỉ còn một mình ông thôi, nhưng ông quên rằng là Chúa còn chuẩn bị. Trường hợp của tiên tri Eli, chúng ta biết ông tưởng là các tiên tri bị giết hại hết, nhưng mà Chúa để dạy trong tiên tri, Chúa để dạy 7.000 người trung tín. Chúng ta thấy trong trường hợp cả thành Sodom thì Chúa vẫn thương xót, còn lại Lót, gia đình của Lót, mà vợ của Lót cũng quay trở lại nhìn xem thì cũng trở thành tử muối. Noe, cả một cái người ở trong cái vùng như vậy, chúng ta thấy là rất là cứng đầu, rất là vô tín, nhưng mà Noe được Chúa chọn. Cho nên khi chúng ta đọc trong Cựu Ước, chúng ta thấy Đức Chúa Trời của chúng ta luôn luôn có một cái kế hoạch, và Đức Chúa Trời dựa vào cái lương tâm của người mà Ngài chọn. Noe là do cái lương tâm Chúa chọn, chắc không có, lúc đó không có chương trình cứu rỗi, không có luật pháp đề ra, sau này mới có. Rồi Abraham cũng vậy, vì lương tâm ngay thẳng kính sợ Chúa, Chúa chọn. Đó là những người rất là đặc biệt chúng ta tìm thấy. Thì ở đây chúng ta thấy những người này ở tại thành Sạc Đe hay là thành Sạc Đe, Chúa có gom họ lại mà Ngài gọi là bầy nhỏ. Bầy nhỏ của Chúa được Ngài chăn giữ, bảo vệ, được tồn tại mãi mãi cho đến khi Chúa tái lại. Đôi khi là con dân Chúa, chúng ta sợ hãi, chúng ta bị nao núng khi nhìn thấy cái thế lực xung quanh chúng ta đông quá, mạnh quá, chống lại cái niềm tin mà mình nên đặt nơi Chúa, rồi mình bị lung lay, mình dễ bị cuốn theo chiều gió, theo cái đám đông này. Hãy nhớ, đông người chưa chắc là đúng. Vì thế, ở đây chúng ta được nhắc nhở một điều là họ đánh Sạc Đe có một số người trung tín. Mình không biết được bao nhiêu, mình không biết là 1, 2, 3, 4, 5, 6, biết con số, nhưng mà chúng gọi là bầy nhỏ. Điều này các mục sư mà quả nhiều thánh nhỏ thích lắm. Vì họ thánh nhỏ, 10 người, 20, 30, 40, bầy nhỏ được Chúa yêu thương.